Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ để giải quyết kiến nghị của công dân. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã lắng nghe kiến nghị của 6 công dân liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, tái định cư và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của các ngành địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã kết luận giải quyết từng trường hợp. Cụ thể, không đủ cơ sở giải quyết kiến nghị chuyển đổi lô đất tái định cư của ông Mai Thanh Xuân tại quận Ngũ Hành Sơn thuộc diện giải tỏa dự án khu đô thị Phú Mỹ An. Đối với kiến nghị của ông Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Minh, đại diện tộc Nguyễn Văn, quận Sơn Trà, liên quan đến việc đền bù một phần đất nhà thờ tộc để thực hiện dự án trung tâm hành chính quận Sơn Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, việc bồi thường hỗ trợ đã đầy đủ, đúng với quy định và theo đề xuất đã thống nhất hỗ trợ thêm 150 triệu đồng. Đối với kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Ngọc Sương, trú tại quận Hải Châu, thì hiện nay các ngành chức năng đang giải quyết. Về trường hợp của bà Thái Thị Sâm, trú tại quận Thanh Khê, đề nghị bố trí một lô đất tái định cư liên quan việc giải tỏa để thực hiện dự án khu đô thị Phước Lý. Thành phố không có cơ sở giải quyết bố trí tái định cư. Đối với kiến nghị của bà Phạm Thị Mai thuộc diện giải tỏa dự án đường Bạch Đằng Tây nối dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị hộ Phạm Thị Mai liên hệ với Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ để giải quyết theo đúng quy định. Về kiến nghị của bà Phạm Thị Hoa trú tại 256 Hùng Vương, quận Hải Châu, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao quận Hải Châu ra soát lại mức giá, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định giá đất, làm cơ sở tính giá thuê đất.